Hello anh em, lại là Nguyên Vũ đây. Nếu như một năm trước chúng ta đang trải qua thời kỳ giãn cách xã hội vì dịch bệnh, thị trường xe gần như đóng băng thì một năm sau, mọi thứ gần như trở lại bình thường. Tháng 8 tiếp tục sẽ là một tháng sôi động khi chúng ta có thể sẽ chào đón hàng loạt các tên tuổi mới. Hãy cùng xem đó là những mẫu xe gì. Đầu tiên là một mẫu xe mà rất nhiều hình ảnh của nó đã xuất hiện vào ngày 30 tháng 7 vừa qua, đó chính là Hyundai Elantra thế hệ mới. Nếu xét trong giải sản phẩm của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam, Elantra đang là mẫu xe kém thành công nhất so với những Accent, Tucson hay Santa Fe. Xét trên mặt bằng phân khúc, mẫu sedan hạng C cũng không có doanh số ấn tượng bằng Kia K3 hay Mazda 3. Vẫn với truyền thống thiết kế xe theo phong cách của thế hệ trước và thế hệ sau không có liên quan gì đến nhau, thì Hyundai Elantra 2023 sẽ có một phần ngoại hình mà tôi phải dùng từ dữ dằn. Nếu như ngôn ngữ thiết kế Kodo của Mazda nổi tiếng với những đường cong mềm mại, thì Elantra có một thiết kế đối lập hoàn toàn. Gần như bạn sẽ chỉ nhìn thấy những đường thẳng, những đường gấp khúc sắc lẹm chạy dài xuyên suốt từ đầu cho tới thân xe. Theo những hình ảnh được lan truyền thì mẫu sedan hạng C sẽ có cả phiên bản N-Line hiệu suất cao, cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic RS. Mức giá vẫn chưa được tiết lộ, nhưng để nghĩ về một Elantra có giá ngang với người anh em đồng hương Kia K3 sẽ là mơ hồ của Bùi Anh Tuấn. Nếu đây chỉ là một mẫu crossover hạng B thông thường của Nissan thì sẽ không có quá nhiều điều để bàn tới. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trong số Spotlight trước đây, nếu bạn không có điểm gì đó đặc biệt và thật sự khác lạ, bạn sẽ rất khó để cạnh tranh trong phân khúc đang được coi là chật chội nhất trong thị trường xe hơi tại Việt Nam. Thật may là Nissan Kicks có được sự khác lạ đó, một chiếc xe thuần điện nhưng lại không phải cắm sạc chờ hàng tiếng đồng hồ. Bạn vẫn ra cây xăng và tiếp nhiên liệu một cách thông thường, thậm chí người xung quanh sẽ chẳng thể nhận ra được là bạn đang chạy một chiếc xe điện. Hình ảnh về Nissan Kicks đã được rò rỉ rất nhiều trên các trang mạng xã hội thời gian vừa qua và theo thông tin từ một số đại lý, ngày ra mắt của mẫu xe này đang rất cận kề. Với giá bán dự kiến rơi vào khoảng 650 triệu đồng, sở hữu một ngoại hình khá bắt mắt và đặc biệt là phần động cơ điện nhưng lại sạc bằng xăng, Nissan Kicks sẽ là một làn gió mới trong phân khúc crossover hạng B, cạnh tranh trực tiếp với những Mazda CX-3, Kia Seltos và Hyundai Creta. Nhà vua Ford Ranger sẽ là mẫu xe duy nhất ở trong danh sách mà mặc dù chưa ra mắt nhưng khả năng thành công của phiên bản mới là điều hoàn toàn chắc chắn. Hình ảnh về nội ngoại thất cũng không còn quá xa lạ khi chúng ta có thể đối chiếu từ chính người anh em Everest vừa mới ra mắt cách đây không lâu. Mẫu bán tải số 1 Việt Nam sẽ có tới 9 phiên bản và mức giá dự kiến dao động từ 650 triệu cho đến gần 1 tỷ đồng. Nhà vua ngoài việc được tăng thêm kích thước vẫn sở hữu một phần ngoại hình đậm chất cơ bắp Mỹ. Chưa kể đó là danh sách các trang thiết bị sẽ khiến cho liên minh bán tải Nhật Bản phải cảm thấy xấu hổ như màn hình giải trí 12 inch, cần số điện tử, hỗ trợ giữ làn, Adaptive Cruise Control, v.v. và mây mây. Nếu như người Đức nổi tiếng với những chiếc xe cứng như xe tăng, người Ý với những siêu xe hiệu suất cao thì những chiếc bán tải của người Mỹ vẫn luôn là một thứ gì đó khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Vẫn là một mẫu xe của Ford nhưng có cái tên tương đối khó đọc, Territory. Với việc quay trở lại cuộc chơi phân khúc sau một thời gian dài vắng bóng từ khá lâu, mẫu crossover hạng C đang mang trong mình sứ mệnh sẽ thay thế cho Escape để cạnh tranh với những ông kẹ như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Territory sẽ là mẫu xe duy nhất của Ford được nhập khẩu từ Trung Quốc và người Việt Nam chúng ta mỗi khi nghe đến thứ gì đó nhập khẩu từ Trung Quốc thì các bạn biết rồi. Chất lượng là điều mà chúng ta chưa thể bàn tới nhưng những ý kiến trái chiều về nguồn gốc là thứ không thể tránh khỏi. Niềm tin của chúng ta với Territory đến từ việc trước giờ Ford vẫn nổi tiếng với việc tạo ra những mẫu xe to cao và cực kỳ chắc chắn. Với mức giá tin đồn vào khoảng 799 triệu đồng cùng với nhiều trang bị tiện nghi vượt trội, liệu mẫu xe mang cái tên là vùng lãnh thổ có đủ sức thuyết phục được người Việt Nam vượt qua rào cản về nguồn gốc nhập khẩu hay không? Câu trả lời sẽ có trong một thời gian ngắn nữa. Và vừa rồi là 4 mẫu xe sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam ở trong thời gian tới. Anh em có ấn tượng với mẫu xe nào? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần comment. Và như thường lệ, mặc dù không xuất hiện nhưng tôi vẫn luôn là Nguyên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.